Xôn xao đoạn clip fan nữ bị hành hung ngay lúc Blackpink biểu diễn, lý do khiến netizen hoảng hốt. Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một fan nữ bị tác động vật lý dã man trong concert của Blackpink với lý do gây xôn xao cộng đồng mạng. Mới đây, Blackpink đã hoàn thành show diễn Bombing Encore San Francisco. Tại đây, bốn cô gái YG tiếp tục gây sốt mạng xã hội với quy mô sân khấu hàng đầu. Những khoảnh khắc đáng nhớ được fan liên tục chia sẻ. Trong số đó, video của một fan dự show đã khiến dân tình xôn xao khi kể lại trải nghiệm kinh hoàng bị hành hung ngay tại concert. Theo đó, người dùng tên Dinh đã đăng tải hình ảnh người đàn ông hành hung cô tại concert. Người đàn ông được đề cập ngồi cùng bạn cô ở phía sau. Khi buổi hòa nhạc bắt đầu, Dinh cảm thấy bị làm phiền vì người đàn ông đẩy ghế cô về phía trước. Dinh lịch sự yêu cầu anh ta dừng lại, nhưng người đàn ông bắt đầu xúc phạm cô và anh trai. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi người đàn ông rất kích động. Dinh đã chọn cách không quan tâm để tiếp tục thưởng thức phần trình diễn của Blackpink. Trong quá trình đó, người đàn ông kia rời đi và uống thức uống có cồn. Ngay sau đó, Dinh bị người đàn ông giật mũ áo hoodie ra khỏi đầu, bị tấn công và tạt nước bất ngờ khi show diễn gần kết thúc. Sự cố này đã khiến cô có trải nghiệm tồi tệ ngay tại concert của thần tượng. Video thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngoài những ý kiến chỉ trích hành vi lỗ mãng của người đàn ông, nhiều khán giả còn ngại về vấn đề an ninh tại concert. Sau một năm lưu diễn trên thế giới với World Tour Bombing, Blackpink đã lập nên nhiều kỷ lục. Cụ thể, nhóm trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu từ tour diễn lưu diễn cao nhất mọi thời đại, là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên headline lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ và BTS Hyde Park ở Anh, chỉ thực hiện các đêm nhạc ở các sân vận động. Trước thông tin Bombing chính thức chấm dứt, nhiều người hâm mộ tiếc nuối vì chưa có dịp xem thần tượng trực tiếp ở ngoài đời thật. Người khác lại vui mừng khi World Tour chấm dứt để các cô gái có dịp nghỉ ngơi sau khi lưu diễn suốt cả năm trời và chuẩn bị cho những album mới. Có lẽ không ai như Blackpink không ra mắt quá nhiều ca khúc trong sự nghiệp nhưng lại có thể lưu diễn cả năm trời với setlist ấy. Album Bombing là một ví dụ điển hình. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ hoạt động nào ngoài những sự kiện thời trang, thì nhóm nhạc nữ K-pop trở lại với album này cùng hai MV được đầu tư khủng, là màn comeback năm 2022 của Blackpink, nhưng nó kéo dài qua tận năm 2023 vì tour lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm. Chia sẻ về album Bombing, Lisa nói rằng ca khúc chủ đề Pink Venom nhằm vạch ra mục tiêu chuẩn bị về những ca khúc sẽ ra mắt. Rose hưng phấn vì nhóm được thử nghiệm với nhiều âm thanh mới lạ. Chúng tôi đã mau chóng quyết định thử nghiệm với những sự mới mẻ này, không thể chờ để biểu diễn cho các bạn. Song song với việc thông báo single và album mới, Blackpink cũng thông báo lịch trình cho tour lưu diễn thế giới kế tiếp diễn ra từ tháng 10 năm 2022 và kết thúc cuối năm 2023. Đây là tour lưu diễn thế giới hoành tráng nhất trong lịch sử của các nhóm nhạc K-pop nữ. Trích lời công ty quản lý YG Entertainment, Bombing cũng là tour lưu diễn thứ 3 của nhóm sau Blackpink Arena Tour ở Nhật Bản năm 2018 và Indoor Area toàn cầu năm 2018-2020. Show diễn đầu tiên được dành tặng cho sân nhà Hàn Quốc, Seoul. Tour lưu diễn kéo dài từ Mỹ qua châu Âu, châu Á và Úc. Ban đầu, Bombing dự kiến kết thúc tại Úc mùa hè năm 2023, nhưng trước tình cảm của fan dành cho bốn cô gái, lượng vé bán ra vượt dự kiến, cùng với setlist thay đổi vì Jisoo có tác phẩm solo đầu tay, Blackpink và YG Entertainment đã quyết định kéo dài tour lưu diễn. Nhiều người từng bàn tán liệu khi nào Blackpink mới kết thúc tour lưu diễn toàn cầu này, thì nay YG Entertainment và bốn cô gái đã đưa ra đáp án khi ghi chú Final, có nghĩa là show cuối cùng, bên cạnh hai đêm diễn ở Hàn Quốc.